của Hòa Thượng Tuyền Hóa. Phần thứ nhất, vấn đáp. Phá mê hỏi: thật sự có vận mạng không? Con người có năng lực thao túng sửa đổi số mạng chăng? Đáp: quân tử có pháp tạo mạng, mạng do ta lập, phước ta tự cầu, họa phước không cửa, do mình tự vời, quả báo thiện ác như bóng theo hình. Bậc quân tử có thể sáng tạo, tự sửa đổi số mạng của mình. Người đời không hiểu, cho rằng mọi sự đều do trời định. Chỉ cần có lòng tin mạnh mẽ và có nghị lực, thì bạn có thể từ chỗ phàm phu mà tiến lên quả vị Phật ngay trong tích tắc. Số mạng cải biến rồi vậy. Hỏi: động vật chết rồi có đầu thai chăng? Đáp: chúng cũng đầu thai tương tự như loài người vậy. Thí dụ như có người kiếp này là người Trung Hoa, kiếp sau là người Mỹ, kiếp sau nữa lại là người Nhật, thì động vật cũng thế, cũng di dân như vậy. Động vật cũng có tánh linh, và tánh linh của chúng cũng có thể luân chuyển, song tùy nơi nghiệp lực, hành vi và tư tưởng mà có sai biệt. Hỏi: Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ đâu lại? Đáp: bạn hãy tự hỏi bạn từ đâu đến. Hỏi: có gì khác biệt giữa việc cứu người, cứu quỷ và cứu ma? Đáp: hẳn nhiên là không có gì khác biệt, sao bạn còn hỏi? Hỏi: hiện tại đang lưu hành thứ Hiện Đại Thiền, các thầy dạy cách kết ấn và nói rằng tu theo phương pháp này dễ được cảm ứng lắm, chúng tôi có thể học thứ Hiện Đại Thiền này không? Đáp: tôi là người cổ lão, chẳng hiểu được chuyện hiện đại. Hỏi: đem giáo lý đạo Phật phổ vào điệu nhạc khúc ca như vậy có đúng phép không? Có người phê bình thì sao? Đáp: nếu đã sợ bị phê bình chỉ trích thì tốt hơn hết là đừng làm bất cứ chuyện gì cả. Thử hỏi trong thiên hạ có gì tốt mà không bị phê bình? Nếu bạn sợ phê bình thì đừng làm, nếu chẳng sợ chỉ trích thì hãy phấn đấu tiến lên. Hỏi: song lê có người phê bình, tại sao không tìm điệu khúc trong Phật giáo mà lại lấy nhạc thời đại để phổ khúc? Đáp: 84.000 pháp môn, môn nào cũng là số một, cũng là hay nhất cả. Hỏi: ở đời thật có quỷ sao? Người sợ quỷ hay quỷ phải sợ người? Đáp: bạn hỏi được vấn đề này, hẳn nhiên bạn đã biết là có quỷ hay không rồi. Cần gì phải hỏi nữa? Nếu trong tâm người có quỷ, thì người mới sợ quỷ. Trong tâm người nếu không có quỷ, thì quỷ phải sợ người. Hỏi: làm sao để phá chấp trước và vọng tưởng? Đáp: ai cho bạn chấp trước? Ai cho bạn vọng tưởng? Một số sinh viên trường University of California, San Francisco, đến thăm trường Đại học Pháp Giới, nghe nói tỳ khưu ni phải thọ trì nhiều giới luật hơn tỳ khưu. Có người hỏi: như vậy phải chăng là nam nữ không bình đẳng? Đáp: tôi phải nói thẳng cho các bạn rõ rằng, xét cho cùng thì tỳ khưu ni là đàn bà, mà đàn bà thì có thể sinh nở, còn đàn ông thì không. Như vậy thì các bạn hiểu rồi chứ? Hỏi: tại sao trong xã hội bây giờ đàn bà lại ở địa vị thấp? Đáp: ai nói là đàn bà bị thua kém? Đàn ông toàn thế giới ai cũng yêu đàn bà, xong tôi chủ trương rằng đàn bà không nên ăn giấm chua, đàn ông không nên ăn vụng mật ngọt, bởi hai điều này đều là gốc của tánh tham lam. Nếu đàn bà không ăn giấm chua, đàn ông không ăn vụng mật, thì vợ chồng nhất định sẽ hòa thuận vui vẻ. Hỏi: xin hỏi về xá lợi. Có người nói xá lợi chỉ là viên đá, có kẻ nói một hạt xá lợi có thể biến thành hai, lại có người đồn xá lợi có thể biến mất, xin hòa thượng giải thích cho ạ. Đáp: xá lợi có được là do con người tu hành nghiêm trì giới luật, không sát sanh, không trộm cắp, và chủ yếu là không tà dâm. Không tà dâm thì bảo bối nơi thân mình không bị tiêu hao mất. Bảo bối này tôi tin rằng các bạn đều biết rõ. Bởi vậy trọng yếu là ở sự trì giới luật,
căn bản của sinh mạng chúng ta là vật gì? Tôi không cần phải nhiều lời. Nếu các bạn có thể giữ giới không tà dâm, thì tự nhiên bạn sẽ có xá lợi quang minh, sáng lạng, kiên cố hơn cả kim cương. Nói rằng xá lợi, một hạt biến thành hai hạt. Đó chỉ là truyền thuyết. Bởi tôi chưa học qua môn hóa học, chưa làm thực nghiệm, chưa thí nghiệm xem xá lợi như thế nào, nên chưa có kinh nghiệm. Tôi chỉ có thể cho các bạn biết rằng, nếu các bạn nghiêm trì giới luật, thì các bạn sẽ có xá lợi. Không trì giới thì không có xá lợi. Đây là việc không thể giả mạo hay mạo xưng đặng. Đó là điều tôi hiểu. Hỏi: nói vậy, nếu muốn có xá lợi thì chúng ta phải thanh tịnh hóa thân này. Đáp: đúng. Bạn phải sống độc thân, không được tiếp cận nữ giới. Nếu gần gũi nữ giới thì dù bạn có xá lợi, e rằng xá lợi ấy chỉ là thứ thủy tinh. Hỏi: vậy thì nữ giới cũng không được tiếp cận nam giới. Đáp: đúng. Lý cũng tương đồng như trên. Do vậy trong đạo Phật mới có vấn đề độc thân không kết hôn. Người xuất gia cần phải biết tự chế, không được loạn luân. Hễ loạn luân tức là không giữ giới luật. Người tu đạo phải thông suốt quan điểm về vấn đề nam nữ. Nếu không thông suốt tức là nhận lầm mắt cá là hạt ngọc. Hỏi: giới luật nhà Phật thật vô cùng nghiêm khắc. Như Hòa Thượng nói là không được tà dâm, không nên có tâm tham đắm sắc dục giữa nam nữ. Ắt hẳn sẽ có người phản đối. Như thế là không hợp nhân đạo. Xin Hòa Thượng khai thị cho. Đáp: muốn học làm Phật thì chẳng thể vừa lòng người đặng. Bạn muốn học làm người thì phải học làm người tốt. Tóm lại, bạn muốn tu hành thì phải như thế đấy. Hỏi: người có bệnh đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo cần phải uống thuốc, xong thuốc thì giết vi trùng, như vậy có phải là phạm giới không sát sanh chăng? Đáp: bạn muốn trị lành bệnh, thuốc không phải là thứ bạn tự ý muốn uống, mà vì có bệnh nên bạn mới phải uống. Thuốc là do bác sĩ cho, chứ chẳng phải ý bạn muốn. Chẳng phải bạn muốn giết bọn vi trùng kia, mà vì bọn chúng đến hại bạn. Tuy nói vậy, song nếu xét lại vấn đề một cách sâu xa, thì sở dĩ vi trùng xuất hiện nơi thân bạn là vì bạn có quá nhiều vọng tưởng. Chính vọng tưởng của bạn đã chiêu cảm bọn chúng lại. Do đó, bạn nên hồi quang phản chiếu, tự soi xét lòng mình, diệt sạch những vi trùng của tự tâm trước đi. Hỏi: trong kinh dạy rằng, kẻ niệm chú đại bi thì toàn thân ác tật tức thời tiêu trừ. Xong có nhiều người nói, làm gì có chuyện đó, chẳng lẽ bạn bệnh rồi niệm chú đại bi thì hết bệnh sao? Quan điểm ấy khác với ý kinh, xin Hòa Thượng khai thị cho. Đáp: tâm thành thì linh nghiệm, tâm chẳng chân thành thì niệm chú không thể linh đặng. Nếu tâm bạn mà thành khẩn thì niệm chú sẽ linh ứng. Chú đại bi có thể làm cho giận dữ sanh hoan hỷ, chết rồi đặng hồi sinh. Lời này nếu hư giả, tức chư Phật nói dối. Cho nên, nếu bạn sanh lòng tin tưởng thì nhất định sẽ có cảm ứng. Chú đại bi có thể trị 84,000 chứng bệnh, song cần phải có thiện căn. Người không có thiện căn thì muốn niệm cũng chẳng niệm nổi, muốn trị bệnh cũng không làm nên trò trống gì. Sám hối. Hỏi: làm thế nào mới tiêu trừ được nghiệp chướng? Đáp: người nào có thể không bao giờ nổi nóng, giận dữ, thì mọi nghiệp chướng đều tiêu sạch trong chớp nhoáng. Khi sắp nổi giận, bạn nên nhẫn nại một chút. Hãy nói với chính mình, ráng chờ thêm một phút nữa, bởi nhẫn một tí gió im sóng bạch, lùi một bước biển lặng trời đông. Hỏi: có nhiều người bị bệnh, nói rằng đó là do cha, ông xưa kia tạo nghiệp. Bây giờ con cháu gánh chịu quả báo. Vậy làm thế nào để tiêu trừ thứ nghiệp chướng này? Đáp: ai ăn nấy no, tội ai nấy lạnh. Tội lỗi nghiệp chướng của cha, ông, bạn không phải nhận chịu. Bạn chỉ cần đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa là đủ. Những việc mình làm từ xưa xem như đã chết theo ngày hôm qua. Giờ đây những việc mình làm thuộc về đời mới kể từ hôm nay. Trời cao không đầy đỏ kẻ biết hối cải lỗi lầm.
chỉ cần mình thành tâm sám hối, sửa đổi để làm một con người mới là được. Giải nghi. Hỏi: nhà Nho nói nhân và nhà Phật nói từ bi, các từ ngữ này có quan hệ với nhau ra sao? Đáp: nhân là lòng thương người, thương vật, từ bi thì rộng nghĩa hơn, có lòng từ mẫn ngay với người không có duyên với mình, đó là đại từ, xem mọi người cùng một thể, đó là đại bi. Cho nên từ bi bao hàm lòng nhân ở trong đó. Nhân còn gọi là thiện chủng tử, nghĩa là hạt giống lành không ngừng sinh trưởng trong trời đất. Nhân cũng được gọi là Phật giới chủng tử, tức là hạt giống của giới luật nhà Phật. Hỏi: thừa là gì? Đại thừa và tiểu thừa khác nhau ra sao? Đáp: thừa là chiếc xe dùng để chở người, đại thừa là chiếc xe lớn chở được nhiều người, còn tiểu thừa là chiếc xe nhỏ chở được ít người hơn. Căn tánh của mỗi chúng sinh đều khác nhau, xu hướng đều bất đồng, do đó có kẻ thích xe lớn, có người thích xe nhỏ, kỳ thật đều là một chiếc xe mà thôi. Không nên ở nơi đây mà sanh tâm phân biệt. Hỏi: quả vị La Hán và Bồ Tát khác nhau ra sao? Đáp: La Hán và Bồ Tát đều là những tên gọi, bởi do trí huệ con người không giống nhau mà ra. Bồ Tát thì muốn làm lợi ích cho kẻ khác, còn La Hán thì chỉ tu trì cho riêng mình, song đó chẳng qua chỉ là một giai đoạn của con đường tu. Khi bạn còn là phàm phu thì bạn không sao biết được cảnh giới của bậc La Hán. Nếu bạn cứ tính lui tính tới, đoán thế này thế nọ thì chỉ phí thời gian. Bạn tưởng tượng cảnh giới của Bồ Tát ra sao và cảnh giới của La Hán thì như thế nào? Bạn có tưởng tượng cách mấy cũng không thể nào đạt tới cảnh giới của họ được. Giống như việc đi học vậy, chưa nhập học mà bạn cứ nghĩ sau khi tụ trường tôi sẽ học môn gì, lên trung học tôi sẽ học những sách gì, vào đại học tôi sẽ học ngành gì. Dù bạn tưởng tượng cách mấy, nếu không nỗ lực thì bạn sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được. Bạn không cần phải lo nghĩ là sẽ học gì ở bậc trung học hay đại học, mà chỉ việc đều đặn cấp sách đến trường, ngày ngày chăm chỉ, siêng năng học hành. Tới ngày tới giờ, bạn sẽ học đặng môn đó, ngành đó, và tự nhiên hiểu biết mọi chuyện. Còn bây giờ đón mò thì chỉ lãng phí tinh thần, mà cũng là ăn no không có việc gì làm. Hỏi: có nhiều người cho rằng Phật giáo là một tôn giáo tiêu cực, xin Hòa Thượng giải thích quan điểm này. Đáp: nếu nói rằng Phật giáo tiêu cực thì đó là một quan niệm sai lầm. Phật giáo thật ra rất tích cực, song sự tích cực ấy không phải ai cũng có thể hiểu được. Như trong giai đoạn thế cuộc biến động, mê loạn, điên đảo, phân tán, trong giai đoạn mà nhiều người suốt ngày cứ hoảng hốt, lo âu, đêm ngủ lại bất an, sợ hãi, thì những người xuất gia tu theo đạo Phật vẫn an nhiên tu trì như thường hành đạo, làm tròn bổn phận phải làm. Hãy lấy sinh hoạt ở Vạn Phật Thánh Thành làm thí dụ. Căn cứ theo truyền thống Phật giáo, mỗi ngày mọi người thức dậy từ 3 giờ rưỡi sáng, 4 giờ sáng hành lễ công phu khuyên. Sau đó, mọi người dụng công tu hành cá nhân, lại Phật, ngồi thiền, tụng kinh hoặc lễ sám. Bạn thử nghĩ xem, những người thức dậy thật sớm như vậy, tinh tấn, khổ hạnh tu hành như thế mà là tiêu cực sao? Từ 3 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ rưỡi tối không ai có thời gian nghỉ ngơi. Những người ấy nếu không phiên dịch kinh điển thì cũng đến lớp để học tập, chẳng có người nào ngủ trưa cả. Ngày ngày họ tinh tấn dũng mãnh hành trì như vậy, nhưng ít ai hay biết hoặc được chứng kiến, nên mới có kẻ cho rằng hành vi của người tu đạo là tiêu cực. Hỏi: thế nào là tam muội? Đáp: tam muội là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là định, chánh định, chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì không phải như tà thọ. Có chánh định thì mình luôn như như bất động, liễu liễu thường minh, lúc nào cũng sáng suốt tỏ rõ. Chánh thọ nghĩa là những điều mình tiếp thọ đều chánh cả, không phải do phan duyên mà có, cũng không phải do tham lam hưởng thụ mà ra. Cái gì đáng thọ nhận thì thọ nhận, cái gì không nên thọ nhận thì không thọ nhận.
định có nghĩa là bất động. Hễ bạn động thì không phải là định, yên tĩnh mới được định. Sách Đại học có dạy, có định rồi mới tỉnh, có tỉnh rồi mới an, có an rồi mới lự, tức là tư lự, có tư lự rồi mới đắc thành. Đó là học thuyết của Đức Khổng Tử về định, tỉnh, an, lự, đắc. Định cũng có nghĩa là tam muội. Do đó, các bạn muốn học Phật Pháp, trước hết phải hiểu thế nào là định. Hỏi, ông Tôn Trung Sơn, tức là Tôn Dật Tiên, người sáng lập ra nền dân chủ của Trung Hoa, có nói Phật giáo là đạo nhân từ cứu thế, Phật giáo là mẹ của triết học. Nghiên cứu Phật học có thể bổ sung kiến khuyết của khoa học. Vì sao ông Tôn Trung Sơn phát biểu như vậy? Đáp, Phật học là thứ khoa học chân chánh. Do đó mấy ngàn năm về trước, lúc khoa học chưa phát triển, Đức Phật đã dạy. Phật quán một bát nước, thấy 84,000 vi trùng. Nếu không trì chú này, dưới ăn thịt chúng sanh. Từ điểm này có thể biết được rằng lúc Đức Phật tại thế, dù chưa có kính hiển vi, kính phóng đại, Ngài đã biết là có 84,000 vi trùng trong ly nước. Thế mà mãi đến ngày nay sự thật ấy mới được chứng minh. Vậy mới biết trí huệ của con người và của Phật khác nhau quá xa. Ông Tôn Trung Sơn nói rằng Phật học có thể bổ sung khiếm khuyết của khoa học. Theo tôi nghĩ, Phật học chẳng những có thể bổ sung chỗ khiếm khuyết của khoa học, mà còn bao quát gồm thâu cả khoa học. Còn khoa học thì chẳng bao giờ gồm được Phật học. Khoa học chỉ là một bộ phận của Phật giáo. Bạn mở Tam Tạng 12 bộ kinh thì sẽ thấy môn khoa học gì cũng nằm trong đó cả. Những việc mà khoa học hiện nay không hiểu thấu thì Kinh Hoa Nghiêm đã trình bày rõ ràng từ lâu rồi. Hỏi, trong tâm kinh có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chữ sắc ở đây ám chỉ sắc đẹp của phái nữ hay phái nam, hay là ngụ ý gì khác ngoài sắc đẹp nam nữ? Xin Hòa Thượng khai thị cho. Đáp, sắc đẹp của cả nam lẫn nữ đều được bao hàm trong chữ sắc ấy. Trong chân không thì có diệu hữu, trong diệu hữu thì có chân không. Bởi chân không mà chẳng không nên gọi là diệu hữu mà chẳng hữu nên gọi là chân không. Sắc tức thì không, nghĩa là đừng hướng ra ngoài mà tìm cầu. Sự sung sướng vốn có sẵn nơi tự tánh của bạn, đâu cần phải bám víu vào sắc tướng bên ngoài. Bởi nơi cái không cũng có sự an lạc chân chánh. Do đó, sắc cũng là không, mà không cũng là sắc vậy. Sinh hoạt. Hỏi, trong nhà chỉ có một người học Phật Pháp, vậy làm sao trừ được chướng ngại để khiến toàn gia đình theo Phật, bà con họ hàng đều hưởng được lợi ích của Phật Pháp? Đáp, bạn cứ thành tâm tu hành thì tự nhiên mọi người sẽ cảm động mà tin theo. Hỏi, nếu vợ chồng ly dị, phải chăng con cái chẳng thể nên người thành tài được? Đáp, đúng vậy. Bạn chẳng thấy những trẻ em bụi đời, những trẻ em thuộc loại nan giải của xã hội sao? Lỗi lầm là do cha mẹ không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái. Vì giáo dục gia đình và giáo dục học đường không được phối hợp, hoàn toàn thất bại. Do đó, con em mới hư hỏng, rồi chúng lại bị tivi và máy điện toán khống chế, đoạt mất tự do của chúng. Xã hội Tây Phương đâu đâu cũng đề xướng tự do. Song theo tôi thấy thì đó chỉ là thứ tự do mù quáng, mê muội và lầm lẫn. Một thứ tự do không có lý trí, do đó hoàn toàn chẳng có tự do. Hỏi, khi còn nhỏ, tôi bị cha mẹ đối xử rất tàn tệ. Như vậy họ có xứng đáng cho tôi hầu hạ hiếu thuận chăng? Đáp, thương cho roi cho vọt. Đa số các bậc làm cha mẹ đều mong muốn con cái mình được nên người thành tài. Chính vì muốn bạn trở nên người tốt, cha mẹ bạn phải trách mắng, đối xử khắt khe như thế. Hỏi, trong nhà tôi có rất nhiều gián, kiến, đạo Phật dạy không nên sát sanh. Vậy tôi phải giải quyết như thế nào? Đáp, bạn dọn dẹp, quét tước, lau chùi sạch sẽ, không để dơ gián, thì tự nhiên không có gián bay, kiến lại chứ gì? Hỏi, theo đạo Phật thì có nên đốt tiền giấy vàng mã hay không? Đáp, trước hết, các bạn nên cảnh giác.
bọn quỷ thật sự cần tiền sao? Bọn chúng dùng tiền để làm gì? Mua thức ăn, mua áo quần, mua nhà cao cửa rộng ư? Nếu quỷ mà cần tiền thì chỉ có bọn quỷ Trung Hoa là có tiền để tiêu xài, vì được người ta đốt tiền giấy cho. Còn ở Tây Phương không có phong tục này thì chẳng lẽ bọn quỷ Tây đều thành quỷ nghèo hết hay sao? Đây rõ ràng là do bọn con buôn lợi dụng lòng mê tín của những người thiếu hiểu biết, bày ra chuyện đốt tiền giấy, máy bay giấy, nhà lầu giấy để trục lợi. Kỳ thực tập tục này chẳng hợp luận lý gì cả, và cũng chẳng phải là Phật giáo. Hỏi, nếu lỡ để tên tuổi của mình nơi tà đạo, thì thân tâm có bị ảnh hưởng gì không? Đáp, tâm của bạn mà chánh, không có tà vậy gì cả, thì ở đâu cũng là chánh. Tâm của bạn mà tà vậy, thì đâu đâu cũng là chỗ tà. Hỏi, ở đời có nhiều chuyện phải tranh giành mới được. Nay hòa thượng giải phải không tranh, không tham, không cầu. Vậy xét cho cùng thì phải theo cái nào, bỏ cái nào? Đáp, tới lúc ăn cơm thì bạn ăn cơm, chưa tới lúc để ăn thì bạn chẳng nên ăn. Hỏi, vì sao nhà Phật nhấn mạnh đến vấn đề quả dục, tức là ít dục vọng? Đáp, bạn mà quả dục thì sẽ tri túc, tức là biết đủ. Hãy bạn tri túc thì sẽ được thường an lạc. Thường an lạc tức là hết âu lo vậy. Hỏi, Đức Phật dùng thái độ gì khi đối diện với nhân sinh? Đáp, từ bi hỷ xả. Hỏi, tham sân si từ đâu mà sinh ra? Do các nghiệp đời trước hay do đời này chẳng chịu tu hành mà ra? Đáp, tất cả đều đúng. Nói tóm lại, bạn trừ được chúng là tốt lắm. Bạn hỏi gốc gác của chúng, xong chẳng chịu trừ chúng thì có ích gì? Hỏi, nếu con người không tham thì xã hội sao tiến bộ? Không si thì làm sao có hằng tâm? Không sân thì làm sao có sức bi phẫn? Đáp, bạn đừng lầm lẫn nhé. Chấn tác có nghĩa là làm cho tốt hơn, chứ không phải là tham lam. Đó là sự nỗ lực làm việc mà chẳng có chút vọng tham, vọng cầu. Si là gì? Si tức là làm những việc ngu si như cờ bạc, chơi xổ số, đánh lô tô, vân vân. Sân tức là nổi giận, tất cả đều là những hành vi ngu si. Hỏi, tôi làm việc ở trại nuôi gà, nhất thời chưa có cách đổi việc, vậy tôi phải làm sao để biến trại nuôi gà thành đạo tràng hầu siêu độ đàn gà đó? Đáp, bạn đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, phương pháp tốt nhất là đừng nuôi gà nữa mà hãy nuôi người. Hỏi, giả sử chúng tôi bị người ngoài sỉ nhục mà không có cách kháng cự, chúng tôi bèn áp dụng công phu nhẫn nhục mà nhà Phật chỉ dạy. Xong, dưới cái nhìn của người ngoài thì chúng tôi bị xem là có tinh thần như Aku. Vậy thì chúng tôi phải làm sao? Lời giải thích, Aku là nhân vật chánh trong tác phẩm Aku Chánh Truyện của Lỗ Tấn. Đáp, các bạn đừng để cho chuyện bên ngoài làm dao động, đừng kể gì đến Aku, hay chẳng phải Aku. Không phải vì người ta nói thế này thế nọ rồi bạn mới nhẫn nhục. Bạn cần phải có lập trường, có tông chỉ của chính mình. Hỏi, con cái bất hiếu, đánh chửi cha mẹ, chúng tôi phải làm sao? Đáp, bị đánh thì chịu đựng đi thôi. Ai khiến bạn kiếp này sinh ra đứa con ấy? Giữa người với người có một mối quan hệ rất mật thiết. Có lẽ là kiếp trước bạn đã đánh đập cha mẹ bạn, do đó kiếp này mới phải chịu quả báo như vậy. Suy nghĩ như thế thì bạn sẽ giải tỏa được mọi ưu sầu. Khi nổi tâm muốn trả đũa, bạn hãy niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thỉnh cầu Ngài dẹp tan oán khí trong lòng bạn. Xong lè, bạn phải thành tâm mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành tâm tất có cảm ứng, thiếu nợ nhiều thì phải trả nhiều, thiếu ít thì trả ít. Xã hội, nhiều Hoa Kiều ở Canada tỏ ra lo âu về tương lai. Có người hỏi, có phải xã hội Tây Phương đang xuống dốc, xa đỏ? Đáp, thì các bạn hãy nhìn xem con người trong xã hội sống ra sao. Nếu ai ai cũng ăn hiền ở lành, thì quốc vận sẽ tốt đẹp. Nếu người dân ai cũng làm chuyện xấu xa thì đất nước ắt sẽ suy vong. Hỏi, làm sao để xã hội được an ổn, tốt đẹp? Đáp,
phải từ nơi việc giáo dục mà tiến hành. Phải dạy cho con em biết hiếu thảo với cha mẹ, trung thành với tổ quốc. Trước những tệ trạng xã hội như phá thai, đồng tính luyến ái, không kết hôn mà có con, nhiều người không khỏi đau buồn, ưu tư. Có kẻ hỏi, trong bối cảnh tệ hại như vậy của xã hội, kẻ làm cha mẹ phải làm sao để giáo dục con cái và giáo dục cho chính mình? Đáp, bạn đưa ra câu hỏi này thật hay lắm. Xã hội ngày nay tệ hại như vậy là vì cha không ra cha, mẹ không ra mẹ. Họ sinh con đẻ cái không phải vì chú trọng con cái mà chỉ vì ham vui, thích thú, nhục dục. Chỉ biết sanh chứ không biết dạy. Sau khi kết hôn, nếu thấy không thích hợp thì liền ly dị. Nên kết quả là con cái phải chịu cảnh thiếu cha, mất mẹ. Ở Mỹ, luật pháp có quy định là sau khi cha mẹ ly hôn thì con cái phải luân phiên ở với cha và mẹ chúng. Do đó, con cái đôi khi một tuần thì 3 ngày ở với cha, 4 ngày về với mẹ. Khi ở với cha thì chúng nghe cha chỉ trích nói xấu mẹ. Lúc về với mẹ thì chúng lại nghe mẹ chê trách nói xấu cha. Thế nên kết quả là khiến cho con cái nghĩ rằng cha mẹ chúng đều xấu cả, và chúng bắt chước xấu theo luôn. Chẳng có ai quan tâm đến chúng cả, do đó chúng mới đi hút ma túy, làm việc ác, phá hoại. Con trai thì bị con gái bỏ rơi, con gái thì bị con trai ruồng rẫy, nên hai bên đi vào hai hướng cực đoan. Trai và gái đều học cách đồng tính luyến ái. Đây chính là thứ hành vi làm mất nước, diệt chủng, chẳng phải đạo làm người. Ở Mỹ, tôi cũng đã từng nói y như vậy. Tất cả đều là do vợ chồng không tròn bổn phận của vợ chồng. Cha mẹ chẳng hoàn thành bổn phận của cha mẹ. Nếu những bậc làm cha mẹ có thể noi theo tấm gương sáng của bà mẹ ngài Mạnh Tử khi xưa, luôn luôn quan tâm đến con cái, hết lòng dạy dỗ con cái, thì thế giới tất chẳng có vấn đề gì cả. Phá thai là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Phá thai là một trong những nhân tố chính đưa tới tình trạng thế giới hiện nay đầy những bệnh nan y ngặt nghèo. Những đứa trẻ bị phá thai mà chết suy nghĩ rằng, mày làm tao chết sớm, thì tao cũng không để cho mày được sống yên thân đâu. Do đó mà có nhiều chứng bệnh nan y, quái gở như thế phát sinh. Hỏi, trong báo thường có đăng quảng cáo cúng dường anh linh cô hồn. Anh linh cô hồn có thể nhận cúng dường sao? Đáp, không thể nói cúng dường anh linh, bởi chúng không phải là tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nếu nói cúng dường anh linh, tức là rơi vào tà kiến, phải nói là siêu độ anh linh mới đúng. Tuy nhiên, việc siêu độ rất khó, bởi vì quán cù đã tạo với lũ anh linh ấy rất sâu. Đó là nợ máu thì phải trả bằng máu. Xong lẹ, nếu bạn gặp được bậc chân chánh tu hành không tham tiền tài, thì bạn có thể gặp cơ hội siêu độ bọn chúng. Hỏi, Đài Loan xưa kia nguyên là một xã hội rất tốt đẹp, đàng hoàng. Ngày nay, người ta bị mê hoặc bởi chuyện đánh lô tô, mua cổ phiếu, chơi cờ bạc, khiến cho xã hội Đài Loan ai ai cũng theo chủ nghĩa thờ tiền. Vậy Đài Loan phải làm gì để cải thiện hiện tượng đó? Đáp, mọi người nên học cách ngu ngốc một tí. Bởi vì thú cờ bạc, đánh lô tô, chơi cổ phiếu là của những kẻ quá sức thông minh. Họ muốn không cần làm lụng mà vẫn có thể thu hoạch, không cần canh tác mà vẫn có thể trúng mùa, thâu hoa lợi. Đó là phong khí ngược đời. Pháp môn gì
phương tiện gì để khuyến giải những kẻ chuyên lấy việc giết gà, giết vịt làm kế sinh nhai? Đáp: Phàm lẽ, kẻ chưa trót tạo tội, nay đã biết lỗi lầm thì sửa đổi, không nên tái phạm. Có câu rằng, có tội mà biết sửa, tội liền biến thành không. Chư Bồ Tát không thấy chúng sinh có tội lỗi, chính mình phải tự nguyện thọ trì giới luật. Chư Phật và chư Bồ Tát tuyệt đối chẳng bao giờ bày mưu thiết kế gây hại cho chúng sinh, làm chúng ta đọa địa ngục cả. Khi xưa, nếu bạn đã phạm ngũ giới, nay đừng tái phạm nữa là đủ. Những việc mình làm từ xưa xem như đã chết theo ngày hôm qua, giờ đây những việc mình làm thuộc về đời mới kể từ hôm nay. Có người giải thích chữ nhục nghĩa là thịt như sau: chính chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh. Ngẫm ra cho kỹ là người ăn người. Tại sao nhất định phải dựa vào việc sát sanh để duy trì sự sống của mình chứ? Có một cô tín đồ rất dũng cảm, đã đứng lên mà thừa nhận ngay giữa tín chúng rằng: tôi là một hung thủ phạm pháp đã 9 năm rồi. Giờ đây cảm thấy một cách sâu sắc rằng tội mình quá nặng, nên tôi muốn tu hành. Xong, làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Đáp: tội nặng thì cô cần phải sanh lòng đại tàm quý, tức là hổ thẹn, mà sám hối trước chư Phật, bởi tội lỗi tựa như sương băng, mặt trời là Phật chiếu tan sạch sành. Cô ta hỏi tiếp: tội lỗi của tôi quá sức nặng nề, vậy phải làm thế nào để mau được tiêu trừ? Đáp: đảnh lễ chư Phật, tội diệt như số cát sông Hằng. Xong lè, cô cần phải thành tâm mà sám hối. Hỏi: nghe nói đạo Phật dạy rằng việc phá thai là sai lầm, xong vì tôi không biết nên trước kia có lỡ phá thai, vậy sau này phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đã tạo? Đáp: lỗi lầm mà có thể hối cải, không tái phạm, thì thật là không còn gì lành hơn. Tội lỗi dẫu lớn tày trời, nếu biết sám hối tội thời tiêu tan. Tu hành. Hỏi: người xuất gia và tại gia tu hành có gì khác biệt? Đáp: người xuất gia thì làm quyến thuộc của Phật, kẻ tại gia thì chưa chính thức gia nhập vào dòng họ của Phật. Người tại gia cũng không có quy củ nghiêm ngặt lắm, như là vẫn được phép kết hôn. Người xuất gia thì phải sống độc thân, thanh tâm quả dục, đoạn trừ khử ái. Hỏi: người tại gia thì làm sao tu hành? Có phương pháp tu hành nào tốt nhất đối với chúng tôi, những kẻ phải lo tìm thời giờ để tu tập trong cuộc sống quá bận rộn này chăng? Đáp: phương pháp tốt nhất là đừng nên nóng giận, đừng cãi lẫy với chính mình, trong lòng đừng khởi chiến tranh. Không nên ngoài mặt thì tu hành mà trong lòng lại chẳng như vậy, cứ luôn cãi vã ở trong tâm. Hỏi: Đức Khổng Tử có 3000 học trò, trong số đó có 72 vị tinh thông lục nghệ. Trong xã hội hiện tại, phải như thế nào mới đáng gọi là con người hoàn toàn? Đáp: có đức mới có phú quý thật, không đức thì là thứ nghèo hèn. Nền tảng của con người toàn thiện là ở sự thực hành ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè hút sách. Hỏi: người tại gia cũng có thể trở thành con người toàn thiện sao? Đáp: bất luận là tại gia hay xuất gia, ai ai cũng có thể tu hành thành bậc toàn thiện được cả. Hỏi: tu pháp nhập thế và pháp xuất thế cần phải có thứ tự như thế nào? Đáp: đạo làm người phải viên mãn rồi thì mới có thể thành tựu đạo làm Phật, các bạn không thể đốt giai đoạn được. Đạo làm người còn dở dang thì cũng như xây nhà mà nền móng không kiên cố vững chắc, rất khó mà tu thành Phật đạo. Hỏi: chúng tôi chưa hiểu thế nào là sắc tức thì không, không tức thì sắc, kính xin hòa thượng chỉ điểm phá mê cho. Đáp: sinh ở nơi sắc mà chết cũng ở nơi sắc, chỉ có như vậy thôi. Nếu bạn không nhìn thông thấy suốt thì bạn cũng sẽ sinh ra nơi sắc rồi chết ở nơi sắc mà thôi. Lời giải thích: chữ sắc ở đây có nghĩa là sắc dục, sắc đẹp, hình sắc. Hỏi: giữa tự độ và độ tha
thì cái nào nặng hơn, cái nào phải làm trước? Đáp: cả hai thứ chẳng có nặng nhẹ gì cả, chúng chỉ là một thứ mà thôi. Tự độ tức là độ tha, cứu vớt người khác cũng là cứu vớt chính mình. Bạn phân biệt có nặng có nhẹ là nhầm lẫn đấy. Hỏi: ngoại trừ xuất gia tu hành ra, còn có con đường hoặc phương pháp nào khác để tu thành Phật ngay trong đời này chăng? Đáp: hút thuốc phiện xong, bạn có cảm giác khoái lạc ngay tức khắc. Xong liền, một khi đã thích rồi thì bạn sẽ nghiện thuốc và sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng nếu bị thiếu thuốc hút. Muốn thành Phật, bạn cần phải cước đạp thực địa, nghĩa là chân bước trên đất chắc thật, nghĩa là bạn phải thật sự tu hành, hết lòng hết sức hành trì. Bạn chớ rình tìm cơ hội để thủ lợi hoặc dùng thủ đoạn gian dối, bởi những việc ấy là sai lầm vô cùng. Một đệ tử vô cùng bức rứt hỏi: làm sao để đoạn trừ lòng dâm dục, bao gồm ý niệm dâm? Đáp: hễ không nghĩ tới nó thì nó đoạn thôi. Cứ nghĩ tới nó hoài thì làm sao đoạn được? Hễ niệm khởi thì phải giác ngộ nó, giác ngộ thì niệm liền không thôi. Có một đệ tử hỏi: tụng kinh gì hoặc tu pháp môn gì thì mau thành Phật nhất? Đáp: hãy tụng bộ kinh Đừng Nóng Giận, kinh Đừng Tức Tối và kinh Đừng Chửi Mắng. Tụng ba bộ kinh này thì mau thành Phật nhất. Hỏi: dùng cách gì để khống chế, khắc phục lòng dâm dục, sợ hãi và hoài nghi? Đáp: đừng ăn thịt, đừng ăn hành, đừng ăn tỏi, đừng ăn những thứ có tính chất kích thích. Hãy quán tưởng tất cả người nam là cha tôi, tất cả người nữ là mẹ tôi. Được như vậy thì lòng dâm dục sẽ chẳng thể nảy sinh. Do có u sầu nên có sợ hãi, không có u sầu thì không có sợ hãi, không có lòng ích kỷ thì cũng không có sợ hãi. Hễ không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì tự nhiên không cần phải sợ sệt gì cả. Vì sao có lòng hoài nghi? Bởi chẳng có tính tâm. Bản tính bán nghi nên mới đâm ra ngờ vực, kinh Hoa Nghiêm dạy: tính vi đạo nguyên công đức mẫu, nghĩa là đức tin là nguồn đạo, là mẹ của mọi công đức. Tin tưởng ở trí huệ bản hữu của tất cả chúng sanh, đó tức là không hoài nghi. Tụng rằng: ngày ngày luôn nói thật, chẳng sợ bị chửi đánh, giết ta chẳng sợ, giải thoát nào quá ngại. Ngày ngày luôn nói thật, mọi ngày đều nên nói lời chân thật, đừng dối trá. Chẳng sợ bị chửi đánh, hãy thẳng thắn mà nói lời chân thật, dù bị đánh bị mắng bạn vẫn cứ nói thật. Giết ta chẳng sợ, cho dù có kẻ giết bạn cũng đừng sợ sệt, sợ gì chứ. Giải thoát nào quá ngại, được chân chánh giải thoát thì có gì mà quái ngại, có gì mà sợ hãi chứ. Hỏi: đang lúc tu hành bỗng dưng sinh lòng kháng cự, do đó tạo thành chướng ngại, vậy phải làm sao để đối trị? Đáp: nếu cọp tới ăn thịt bạn, phải chăng bạn cũng đòi ăn thịt cọp? Kháng cự là như thế, bạn có thể làm như thế chăng? Hỏi: trong lúc tĩnh tọa, nhiều khi tôi thấy trong đầu xuất hiện cái mà người ta gọi là huyễn tướng, xin hòa thượng giải thích hiện tượng đó cho. Đáp: các hiện tượng ấy đều là giả dối, không thật. Những gì mà các bạn thấy thì đều thuộc về 50 thứ cảnh giới biến hóa được giảng rõ trong kinh Lăng Nghiêm. Nếu các bạn nhận đó là chỗ thành tựu thì đáng thương xót lắm. Hỏi: chúng tôi phải làm thế nào để khôi phục bổn tánh của mình? Đáp: việc này thì rất dễ, song le cũng rất khó. Muốn khôi phục trí huệ quang minh của bổn tánh thì trước nhất là phải giảm bớt dục niệm, tức là cần phải quả dục. Dục vọng mà giảm bớt thì trí huệ liền hiện tiền. Dục vọng mà dấy đầy thì trí huệ chân chánh không thể hiện tiền được. Cho nên lọc tâm, ít dục, giảm dục, biết đủ chính là bước đầu tiên của việc tu đạo. Nếu bạn có thể thanh lọc tâm trí, giảm bớt dục vọng, thì trí huệ quang minh, bản hữu của bạn sẽ xuất hiện.
Hỏi: nhà Phật nói sáu căn thanh tịnh nghĩa là gì? Đáp: sáu căn thanh tịnh tức là mắt nhìn thấy hình sắc nhưng không bị sắc trần làm dao động, tai nghe âm thanh nhưng không bị thanh trần làm dao động, mũi ngửi mùi hương nhưng không bị hương trần làm dao động, lưỡi nếm mùi vị nhưng không bị vị trần làm dao động, thân không bị xúc trần làm dao động, và ý cũng không bị pháp trần làm dao động, không bị cảnh giới làm lay chuyển, tức là tam muội cũng gọi là định. Định không hẳn là phải ngồi thiền mới có, mà đi đứng nằm ngồi đều có thể ở trong định. Người ở trong định không phải như khúc gỗ hay bùn đất, cái gì cũng không biết, mà trái lại, kẻ có định thì hiểu biết mọi thứ, nhưng không bị chúng làm lay chuyển. Đó chính là người có thể chuyển hoàn cảnh, chứ không để hoàn cảnh lay chuyển người vậy. 9 cuộc. Một Hoa Kiều ở Hawaii hỏi: làm thân kiều bào ở hải ngoại, thấy tình huống người dân Trung Hoa thật bi đát, tôi thường sinh lòng cảm thán, bởi thương nước mà không biết làm sao giúp. Xin hỏi có phương pháp gì để giúp đồng bào Trung Hoa ở quê nhà? Đáp: cố gắng hết sức mà làm việc lành, tận tâm dốc lòng là đủ rồi. Không nên có tâm chỉ biết giúp đỡ người Trung Hoa hoặc người này người nọ mà thôi. Hãy thấy ai gặp cảnh khốn khổ, gian nan thì mình đều phải hết sức mà giúp đỡ, cứu vớt. Điều quan trọng là bạn đừng nên nổi giận. Nếu bạn có thể sửa đổi tâm tánh, tật xấu để trở thành một người tốt, thì đó chính là giúp ích cho người Trung Hoa rồi mẹ. Bạn là một phần tử của dân tộc Trung Hoa. Do đó, nếu bạn làm chuyện gì cũng đàng hoàng, chánh đáng, tức là bạn làm cho chánh khí của đất nước Trung Hoa được gia tăng thêm một phần vậy. Hỏi: nghe Hòa Thượng nói rằng vận mạng của người dân Trung Hoa khi suy hoại đến cực điểm thì sẽ chuyển thành tốt đẹp, vậy phải chờ bao lâu nữa thì việc đó mới xảy ra? Đáp: tất cả mọi sự đều do tâm con người mà ra. Hãy chờ xem người dân Trung Hoa sẽ làm gì. Những Hoa Kiều sống tại Mỹ đều quan tâm đến tình hình nước Trung Hoa hiện nay. Có người hỏi: Đại Lục và Đài Loan phân chia đã lâu, hiện tại nhiều người lo âu rằng hoặc là Trung Cộng sẽ xuất binh dùng võ lực để thống nhất Đài Loan, hoặc là Đài Loan tự độc lập. Nếu có chuyện xảy ra như vậy thì chắc chắn người Trung Hoa sẽ tàn sát lẫn nhau. Đó là điều mà không ai mong muốn. Xin hỏi có biện pháp tốt đẹp nào đối với tình huống này chăng? Đáp: nếu cả hai bên ai ai cũng hiền hòa, thân ái, thì sự việc sẽ được giải quyết tốt đẹp ngay, chẳng cần phải đấu tranh gì cả, thật giản dị. Khi tôi tới Đài Loan lần đầu tiên, thì Đài Loan đang ở vào giai đoạn chính cuộc nóng bỏng. Bây giờ, có người hỏi tôi rằng, Đài Loan tương lai có sáng sủa, tốt đẹp chăng? Và sẽ có gì nguy hiểm hay không? Lúc đó có một vị cư sĩ vì sợ tôi trả lời sai thì bị ngồi tù, nên nạt người đặt câu hỏi rằng: sao anh lại hỏi câu như thế? Khiến người đặt câu hỏi ấy rất bực mình. Tôi bèn trả lời: thật giản dị lắm, không có gì đáng kể. Đây là một câu hỏi rất dễ trả lời. Nếu tâm địa người Đài Loan tốt lành thì Đài Loan sẽ không gặp vấn đề gì rắc rối. Nếu tâm địa người Đài Loan được gian dối, đảo sáng, ai nấy đều làm những chuyện phạm pháp, trái đạo lý, thì Đài Loan sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên cần phải xét coi bản thân người dân Đài Loan ra sao, làm gì trước đã. Học Phật. Hỏi: mỗi khi tụng kinh hay niệm danh hiệu Phật, tôi thường có cảm giác thân thể rất nóng, thậm chí tưởng chừng như toàn thân trương phình lên. Phải chăng hiện tượng này là do những thứ trùm nơi tự tánh đang bừng sống vậy? Đáp: những thứ trùm nơi tự tánh mà bạn nói đấy hình thù như thế nào? Chúng màu đen, trắng hay là vàng? Phàm thể có tướng đều là hư vọng, vậy bạn chấp trước vào chúng để làm gì? Bởi vì lòng bạn khẩn trương nên mới có tình trạng như thế. Nếu bạn thư thái, không khẩn trương, không cố ý vẽ vời
ắt chẳng có thứ phiền não ấy. Hỏi: niệm Phật mà tâm cứ tán loạn, vậy phải làm sao để điều phục? Đáp: niệm cho nhiều thì không còn tán loạn nữa. Niệm trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Bạn không niệm thường xuyên thì tâm tán loạn là chuyện đương nhiên. Hỏi: phát nguyện và khởi vọng tưởng khác nhau ra sao? Đáp: vọng tưởng tốt thì không ngại khởi nó, xong nếu là vọng tưởng xấu thì phải tiêu diệt nó đi. Lập những nguyện lợi người thì cho dù là vọng tưởng cũng không sao, nhưng nếu là nguyện tự lợi thì không tốt. Hỏi: tại sao đạo Phật lại đề xướng ăn chay? Đáp: người ăn chay thì dục niệm nhẹ, kẻ ăn mặn thì dục niệm nặng nề. Có tôn giáo cho rằng động vật được sinh ra là để cho loài người ăn, cho nên ăn mặn là một việc hợp lý trời đất. Xong là Phật giáo đề xướng tinh thần, mọi vật đều cùng một thể, đó gọi là đại bi. Và xem mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, cho nên chủ trương giới sát phóng sanh. Hỏi: vì sao đạo Phật không đề xướng hưởng thụ? Đáp: chịu khổ thì hết khổ, hữu phước thì hết phước. Tiền gửi trong ngân hàng nhưng bạn không tiêu xài thì vĩnh viễn vẫn còn là của bạn. Nếu tiêu xài, vui chơi, nhậu nhẹt thì tiền để dành ở ngân hàng sẽ chóng hết lắm. Hỏi: có người nói chú Lăng Nghiêm chỉ được tụng vào kỳ ăn chay, lại có kẻ nói chỉ được tụng trước 7 giờ sáng, như vậy thì thế nào mới đúng? Đáp: lúc nào, giờ nào cũng có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm được cả, không nên sanh tâm phân biệt về thời gian. Bởi thí dụ ở Mã Lai là buổi sáng thì ở Mỹ lại đang là buổi tối, vậy làm sao có thể vạch nên giới hạn tuyệt đối được? Kẻ học Phật cần phải phá trừ chấp trước, quét sạch mọi pháp, xa lìa mọi tướng, không nên càng học lại càng mê muội. Hỏi: có người nói rằng phụ nữ có thai mà tụng chú Lăng Nghiêm có thể bị sảy thai, có thật vậy chăng? Đáp: nói nhảm đấy. Hỏi: tôi muốn học thuộc lòng và am hiểu ba bộ kinh là kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, vậy nên học bộ nào trước? Đáp: pháp đây là bình đẳng, chẳng phân cao thấp, học bộ nào trước cũng được cả. Bạn cứ nghĩ không biết phải học bộ nào trước thì đó chính là một thứ vọng tưởng rồi đấy. Hỏi: Phật pháp không rời thế gian pháp, làm sao áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày một cách viên mãn nhất? Đáp: đừng tranh giành, đừng tham lam, đừng truy cầu, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng dối trá. Hỏi: phải chăng mỗi khi tụng kinh xong thì nhất định phải hồi hướng? Đáp: hồi hướng chính là một thứ chấp trước, nhưng không hồi hướng cũng là chấp trước. Phàm thể có chấp trước thì không tương ưng với Phật pháp được. Hỏi: Phật tánh xưa nay gốc thanh tịnh, vậy vô minh từ đâu ra? Đáp: vô minh từ nơi ái tình mà ra. Vô minh chính là một tên khác của ngu si. Hỏi: làm thế nào để phân biệt được người nào đúng là bậc minh sư chân chánh? Đáp: muốn phân biệt được ai là bậc minh sư chân chánh thì hãy xét xem họ có tâm tranh, tâm tham hay không, xem họ có phải là kẻ ích kỷ, ưa tự lợi hay không, xem họ có phải là người hay nói lời dối trá rồi lại chối quanh, gọi đó là thiện xảo phương tiện hay không. Nếu như thế mà họ lại còn tự xưng là thiện tri thức thì họ quả là những kẻ không hiểu đúng sai, phải trái rồi vậy. Hỏi: phải chăng chư Phật và chư Bồ Tát có thể gánh nghiệp giùm chúng sanh? Đáp: nếu bạn có lỗi mà biết sửa đổi thì chư Phật và chư Bồ Tát quả thật có năng lực gánh nghiệp giùm bạn để bạn được vô tội. Xong, nếu bạn có lỗi mà không sửa, cứ chuyên môn ỷ lại vào chư Phật và chư Bồ Tát, muốn nhờ các ngài gánh vác nghiệp tội giùm thì chẳng thể được đâu. Hỏi: kinh dạy tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.
tự quy y tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, hòa nam thánh chúng. Là người xuất gia thì phải thống lý đại chúng, làm chuyện gì cũng phải phù hợp với đạo Phật mới đúng. Xong, có người chẳng thể toàn thiện, toàn mỹ được. Dầu sao thì kẻ xuất gia cũng vẫn là con người. Nếu bản thân chưa giữ thanh quy giới luật cho được hoàn hảo, thì đến khi thống lý đại chúng, chẳng phải là sẽ lãnh đạo chúng sinh một cách sai lệch sao? Đáp: trên thế gian có tốt thì có xấu, có kẻ tu hành thì cũng có kẻ chẳng tu hành, có kẻ chân chánh hành trì Phật pháp, xong cũng có kẻ thừa cơ dựa vào đạo Phật để kiếm áo mặc, lợi dụng Phật để có cơm ăn, lại còn dùng đạo Phật để làm chuyện bán buôn kiếm chắc lợi lộc. Đó là tình trạng ngọc châu bị trộn lẫn với mắt cá, rắn rồng vàng thau lẫn lộn. Do đó phải coi thử các bạn có trạch pháp nhãn hay không, tức là con mắt biết chọn pháp, khả năng xét đoán đúng sai phải trái. Có trạch pháp nhãn thì bạn sẽ nhận biết được ai thật ai giả, không có trạch pháp nhãn thì bạn sẽ nhận lầm kẻ giặc là con đẻ, lấy đau khổ làm quái lạc, điên điên đảo đảo, không phân biệt được đâu là trắng đen chân ngụy. Hỏi: trong nhà có tượng Phật mà chưa được khai quang thì có thể lại chăng? Đáp: vấn đề không phải ở chỗ tượng Phật đã được khai quang hay chưa được khai quang, mà là coi xem tâm bạn có hay chẳng có chấp trước. Lòng bạn không có chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng là khai quang rồi. Nếu lòng bạn mà chấp trước thì tượng Phật dù đã được khai quang, song cũng chẳng khác gì chưa được khai quang. Hỏi: kinh Phật dạy rằng tự tánh là Phật, người người đều có thể thành Phật. Xin hỏi, nếu bản thân ta tức là Phật, thì tại sao chúng tôi phải thường xuyên lấy Phật? Đáp: người ta nói bản thân ta tức là Phật, không phải nói về cái thân thể này mà là chỉ tự tánh của nó. Nếu bạn muốn thành Phật, thì bạn nhất định phải tu hành, nhất định phải thấu rõ đạo lý này, và phải biết làm sao để thành Phật. Chứ chẳng phải chỉ nói bản thân ta tức là Phật rồi thành Phật đặng. Như bạn đi học, muốn đậu tiến sĩ chẳng hạn, bạn chẳng thể muốn suông mà đỗ đạt được. Bạn cần phải học từ tiểu học, đến trung học, vào đại học, rồi sau đó mới có thể đạt bằng tiến sĩ. Cũng vậy, bạn chẳng thể vừa nói thành Phật là được thành Phật ngay tức khắc. Chẳng thể tự phong mình làm hoàng đế là mình liền thành hoàng đế. Chẳng thể nào có chuyện như vậy được. Tương tự như trường hợp ông Bồ Tát bằng đất mà vượt biển, đất sẽ bị nước làm cho tan rã. Tự mình bảo vệ thân mình còn không xong thì làm sao có thể hóa độ cho người khác được. Bạn nhất định phải tu hành cho có nền vững vàng trước. Đến lúc nào bạn vào nước mà không bị chìm, vô lửa mà chẳng bị thiêu cháy, thì khi ấy bạn mới có thể giáo hóa chúng sinh mà không bị danh lợi làm cho mê hoặc, lay chuyển. Nước tức là gì? Tức là tiền tài. Lửa tức là gì? Tức là danh vọng. Danh và lợi tức là nước và lửa. Hễ nghe tới danh vọng thì chẳng thể lìa xa, trông thấy lợi lộc thì ngủ không yên giấc. Những kẻ như vậy mà thành Phật thì thật là phi lý. Phật là bậc chẳng háo danh, cũng chẳng có vị Phật nào háo lợi cả. Tôi nói như vậy hẳn có nhiều người không thích nghe, song đó là những điều mà tôi muốn nói. Hỏi: Hòa Thượng từng nói rằng hiện tại chúng ta không minh ngộ tự tánh được là vì chúng ta bị nhiễm ô bởi trần ái, ngũ dục của cõi ta bà, xin giải rộng nghĩa. Đáp: nhiễm ô tức là những tạp niệm trong tâm bạn. Bạn muốn giàu, đó là nhiễm ô. Bạn muốn cầu danh, đó cũng là lòng nhiễm ô. Bạn muốn truy đuổi người yêu, đó lại cũng là lòng nhiễm ô. Bạn muốn ăn ngon, đó cũng là nhiễm ô. Đều là chẳng thanh tịnh. Tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, chỉ vì bạn thêm thắt những thứ này nên tự tánh bị ô nhiễm, và quang minh của tự tánh do đó chẳng thể xuất hiện được. Mọi người ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể thành Phật. Tất cả chúng sinh không ai là chẳng thể thành Phật,
bất luận bạn thuộc vào loại chúng sanh nào, bạn cũng đều có cơ hội thành Phật. Vấn đề là bạn có chịu tu hành hay không mà thôi. Bạn tu thì bạn sẽ thành Phật, bạn không tu thì bạn chẳng thể nào thành Phật được. Hỏi: tôi xem kinh Phật có dạy rằng muốn vãng sanh Tây Phương thì cần phải phát nguyện, vậy cần phải phát nguyện như thế nào? Đáp: phát nguyện là vì e rằng ý chí không vững vàng, cho nên phát nguyện tức là giúp cho ý chí thêm kiên cố. Chí muốn làm thánh hiền thì mới làm đặng bậc thánh hiền. Chí hướng về anh hùng hào kiệt thì mới trở nên anh hùng hào kiệt. Chí là Phật, Bồ Tát thì mới thành Phật, thành Bồ Tát được. Chí tuy lập, song vì sợ ý chí không kiên cố, do đó nên mới phát thêm lời nguyện. Phát nguyện là biểu thị mình quyết tâm muốn làm như thế, không hối hận, cũng không thối chuyện. Bạn phải làm sao cho niệm không thối chuyện, lúc nào cũng y theo nguyện lực mà làm, và phải hạnh không thối chuyện. Chuyện gì làm ra cũng y cứ theo nguyện lực cả. Sau đó, bạn đạt được quả vị thì cũng là quả vị bất thối. Sơ quả, nhĩ quả, tam quả, tứ quả A-la-hán. Cho nên, phát nguyện là để giúp cho ý chí thêm kiên định. Bạn đối trước chư Phật mà phát nguyện cũng được, hoặc là tự mình cũng cố ý chí cho vững vàng cũng được. Cần nhất là đừng làm cho có lệ, đừng vì hình thức bề ngoài mà phải chân thật tu hành. Hỏi: có thầy nói có thể khiến cho người khác khai ngộ ngay tức khắc, một đời giải thoát, pháp môn tâm ấn của vị thầy ấy truyền có chân chánh chăng? Đáp: rất nhiều người bị mê hoặc là vì họ có lòng tham. Người không có lòng tham thì chẳng bị y mê hoặc gạt gẫm đặng. Hỏi: niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Phật A Di Đà có gì khác biệt? Hiệu quả phải chăng bất đồng? Đáp: bạn khởi tâm phân biệt như vậy thì hiệu quả tự nhiên không còn nữa. Hỏi: bộ kinh nào thì thích đáng nhất để bắt đầu học Phật? Đáp: bộ nào cũng thích đáng cả. Hỏi: kinh A Di Đà dạy hãy ai trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì sẽ được ngài gánh dùm nghiệp chướng, đưa về thế giới Cực Lạc. Song lẽ Phật giáo nhấn mạnh rằng người người phải tự lập, tự lực cánh sinh thì mới thành Phật được. Hai lý luận như thế chẳng phải là mâu thuẫn sao? Đáp: đang lúc bạn niệm Phật tới chỗ nhất tâm bất loạn thì hỏi bạn rằng đó là bạn niệm hay Phật niệm? Tôi tin rằng vẫn là do bạn chịu khó dụng công mà ra. Niệm Phật không phải là vừa niệm vừa nghĩ lăng xăng, mà phải niệm làm sao để cho tâm mình khế hợp với Phật, hợp thành một thể với đạo thì mới có thể vãng sanh tịnh độ được. Chẳng thể nào không chút dụng công hành trì mà lại thành Phật đặng. Thành Phật hay không vẫn là do chính bản thân mình. Một vị sư Nam Tông người Anh hỏi: Phật giáo Nam Tông ít khi đề xướng việc tu trì pháp môn niệm Phật. Xin hỏi Hòa Thượng, nên tu pháp môn nào để phát khởi tâm tín ngưỡng nơi Phật Pháp? Đáp: tín ngưỡng giống như năm thứ 10 vị. Các pháp môn do Đức Phật dạy cũng tương tự như năm vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Bạn không thể nói rằng vị chua là vị ngon nhất, cũng không thể cho vị ngọt là tối hảo, hay chấp rằng vị đắng là tuyệt nhất, và cũng không thể khăng khăng cho rằng vị cay là đệ nhất, hoặc vị mặn là hơn cả. Bởi vì phải tùy sở thích mỗi người. Kẻ thích chua thì cho rằng chua là ngon nhất, kẻ thích ngọt thì nói ngọt là nhất, kẻ thích đắng thì đắng là số một, và kẻ thích cay thì thiếu ớt là không sao nuốt cơm cho nổi. Bất luận tin theo pháp môn nào, nếu chúng ta áp dụng cho đúng đắn thì sẽ có cảm ứng, dùng mà không đúng thì không có sự tương ưng. Mỗi người đều có nhân duyên khác nhau, do đó cần phải xét căn cơ, cá tánh của từng cá nhân. Đừng nên vì bị chế nhạo, nhục mạ mà sanh lòng oán hận. Phải coi kẻ oán ghét và người thân yêu đều như nhau, và dùng lòng nhân ái mà đối xử với họ.
Nếu không vậy thì làm sao thể hiện được sức mạnh từ bi phát xuất từ vô sanh pháp nhẫn? Vì sao dụng công mà chẳng đạt đến chỗ tương ứng? Là vì những tập khí, thói quen từ vô lượng kiếp để lại quá sâu đậm. Do đó, lòng tuy muốn hướng về Bồ Đề, song sự thật thì chẳng chịu tiến bước tới trước, cứ muốn thụt lùi. Phải biết bởi thói quen quá nặng, nghiệp chướng lại cũng sâu dày, nên mình càng cần phải vứt bỏ vọng tưởng. Vứt bỏ vọng tưởng không khó, chỉ cần quên bẵng chính mình đi thì vọng tưởng sẽ chẳng còn. Người tu pháp môn niệm Phật ở mọi thời mọi nơi phải niệm không gián đoạn, không ngừng nghĩ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc thức cũng niệm, lúc ngủ cũng niệm, phải niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Làm sao mà kéo cắt không đứt, bẻ chẳng gãy, kiếm chém không rời. Phải dùng sức kiên cố như kim cương mà niệm. Nếu bạn không có cách gì phá hoại nổi chuỗi hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì đó mới gọi là thực hành pháp niệm Phật tam muội. Niệm Phật thì như vậy, tụng kinh và trì chú cũng phải giống như thế. Khi Phật còn tại thế, có lần Ngài bốc một nắm đất rồi hỏi chư đệ tử: các con nói xem, đất trong lòng bàn tay ta nhiều hay đất trên mặt đất này nhiều? Đệ tử thưa: đương nhiên là đất trên mặt đất nhiều, còn đất trong tay Thế Tôn thì quá ít ỏi. Đức Phật liền nói: đắc nhân thân giả như chưởng trung thổ, thất nhân thân giả như đại địa thổ. Nghĩa là những kẻ được thân người thì ít như nắm đất trong tay ta, còn những kẻ mất thân người thì nhiều như đất trên mặt đất vậy. Những ai mất thân người đó là trong đường ác, quả thật nhiều như đất trên mặt đất vậy. Thiền tông là pháp môn chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, và cũng chính là đốn giáo. Đốn giáo là do siêng năng tu hành tiệm giáo mà ra. Lý tuy đốn ngộ, sự cần tiệm tu. Đốn nghĩa là thành tựu nhanh chóng ngay tức thời, tiệm nghĩa là chủ yếu đi từ từ, từng bước tới thành tựu. Hiện giờ chúng ta đi đứng nằm ngồi đều thuộc về tiệm tu. Chờ đến một ngày nào đó khi bạn chân chánh sáng tỏ thì sẽ hoắc nhiên khai ngộ, lúc đó gọi là đốn ngộ. Đốn không tách rời tiệm, tiệm vốn trợ giúp đốn. Những kẻ tu hành hễ tu pháp gì thì cho pháp đó là hay nhất, vì nếu không hay nhất thì họ không vui vẻ, không chịu tu pháp đó. Nếu các bạn thực sự hiểu được rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả đều không thể nắm bắt được, thì sẽ nhận thấy rằng chẳng có thứ gì để mà chấp trước vào cả. Đốn ngộ là do bình thường dụng công mà ra. Khi công phu đạt đến chỗ tương ưng thì bạn hoát nhiên khai ngộ. Nếu bình thường không dụng công thì bạn chẳng thể nào đốn ngộ được. Giống như con nít, sau khi chào đời thì được huân tập hàng ngày, tức là thâu thập dữ kiện về ngôn ngữ, và đến một lúc nào đó nó sẽ bập bẹ nói thành tiếng. Khi nó thốt ra được câu đầu tiên thì cũng giống như được khai ngộ. Rồi đến một lúc nào đó nó sẽ chập chững biết đi, và khi nó đi được bước đầu tiên thì cũng tương tự như được khai ngộ vậy. Vì sao đứa bé có thể đi được bước đầu tiên ấy? Nhờ ngày ngày nhìn người lớn đi đứng, nó huân tập những dữ kiện ấy, do đó mà tự nhiên biết đi. Chúng ta dụng công tu hành cũng vậy, ngày nay dụng công, ngày mai dụng công, dụng tới dụng lui cho tới khi công phu chín mùi thì tự nhiên chẳng sanh vọng niệm. Khi vọng tưởng tiêu mất thì sẽ được khai ngộ. Lỗi lầm mà chúng ta thường phạm là thích được kẻ khác khen ngợi tân bốc. Nếu có kẻ khen mình một tiếng thì liền có cảm giác lâng lâng bay bổng mê muội, như thế thì làm sao thành Phật? Chính mình mà mình còn không rõ biết, cứ mập mờ. Nếu bạn có thể trì giới tu định khai trí huệ thì bạn sẽ chẳng động tâm khi bị chửi mắng hay được khen ngợi.
Ai nguyền rủa bạn, lòng bạn chẳng hề tức tối. Ai khen ngợi bạn, lòng bạn cũng chẳng chút vui thích. Thật ra chửi hay khen chỉ là một thứ gió của thế gian. Có câu rằng bát phong si bất động, nghĩa là không bị tám thứ gió làm dao động. Tám thứ gió ấy là gì? Đó là tân bốc, chê cười, đau đớn, vui sướng, lợi lộc, si vi, chửi mắng và khen ngợi. Nếu bạn để tám thứ gió này làm cho tâm trí dao động, tức là nền tảng của bạn chưa được vững vàng. Nền tảng của con người là gì? Là đức hạnh. Người không đủ đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ lớn lắm, vô minh cũng rất nặng nề. Nếu có đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ tiêu tan, vô minh sẽ biến thành trí huệ. Do đó, chúng ta tu hành thì cần phải vun bồi đức hạnh. Người nào có thể hàng phục sáu căn, sáu trần, sáu thức, khiến chúng không nhiễu loạn thì người đó là Bồ Tát. Người nào có thể quét sạch tình cảm, chẳng còn dơ bẩn thì người đó là Bồ Tát. Bồ Tát thì không khóc cũng chẳng cười. Ở mọi nơi, mọi lúc, Bồ Tát đều tự tại, chẳng câu thúc, chẳng bó buộc, vô quái, vô ngại, chẳng phiền, chẳng não, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Người học Phật phải ở nơi chỗ này mà dụng công. Chúng ta phải tạo thế giới cực lạc. Làm sao tạo? Đầu tiên, phải dẹp bỏ thất tình. Thất tình là gì? Đó là bảy thứ tình cảm: vui vẻ, hỷ, giận dữ, nộ, buồn rầu, ai, sợ hãi, cụ, yêu thương, ái, ghét bỏ, ác và dục vọng, dục. Chúng ta phải điều phục bảy thứ tình cảm này, khiến chúng không thể nhiễu loạn nữa. Lúc đó, tâm chúng ta sẽ bình an vô sự, mọi thống khổ đều tiêu tan. Vì sao chúng ta bị thống khổ? Vì tâm ta chẳng bình an. Nếu chúng ta chỉ có an lạc, chẳng còn khổ não thì cái nhân gian này chính là thế giới cực lạc vậy. Khi bạn niệm Phật thì tương tự như bạn gửi điện tín lên thế giới cực lạc. Niệm một câu tức là gửi đi một bức điện tín. Niệm hai câu là gửi đi hai bức điện tín. Ngày ngày niệm Phật là ngày ngày gửi điện tín tới Phật A Di Đà. Ở thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà cũng có radar, cũng có máy thâu tín hiệu. Radar và máy thâu tín hiệu là gì? Chính là hoa sen trong ao bảy báo. Bạn niệm một câu thì hoa sen nở lớn hơn một chút. Nếu bạn niệm liên tục thì hoa sen sẽ từ từ nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi bạn được vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây thì Phật tánh và chân tánh sẽ hóa sanh nơi hoa sen này. Đến khi hoa sen nở thì Phật tánh của bạn cũng hiện hiện. Do đó có câu: nguyện sanh tịnh độ cõi Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát là đồng bạn.